Như đã thông tin thì thành phố Đà Nẵng mưa ngập kỷ lục, cả thành phố biến thành biển nước, mưa to liên tục khiến cho cả thành phố ngập sâu từ nửa mét tới một mét. Mưa trút xuống liên tục từ nửa đêm qua, tổng lượng mưa trong khoảng 16 tiếng ở Đà Nẵng dao động là từ 400 tới 800 mm, trong khi tổng lượng mưa trung bình tháng 10 của thành phố này là 658 mm. Như vậy là chỉ trong chưa đầy một ngày thì một số nơi đã mưa vượt tổng lượng mưa trung bình của cả tháng. Con số 800 mm cũng đã vượt kỷ lục lượng mưa trong một ngày từng ghi nhận là 635 mm. Và Đà Nẵng đến lúc này thì đã tạnh mưa rồi. Vùng mưa to đã dịch lên phía Bắc là Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Lượng mưa từ hôm qua cho đến sáng sớm nay tại Huế là khoảng hơn 300 đến gần 800 mm. Cảnh báo là nhiều khu vực trũng có thể là sẽ bị ngập sâu. Dạ vâng, và nhiều người dân chia sẻ với phóng viên rằng họ chưa từng gặp trận mưa nào khủng khiếp tới như vậy. Nước thì dâng rất là cao, nhanh và cao, cuồn cuộn, cuốn trôi cả tài sản của người dân. Vâng, nhiều người dân thì họ cũng chia sẻ trên mạng xã hội, họ kêu cứu để được lực lượng chức năng là lực lượng cứu hộ nhanh chóng là đưa ra khỏi vùng bị ngập. Và cơn mưa kỷ lục thì đã khiến cho nhiều người dân không kịp trở tay. Những con đường trung tâm thành phố Đà Nẵng như biến thành sông, chỉ trong vài tiếng đồng hồ mưa lớn, người dân đã rất chật vật vượt dòng nước trong hàng giờ đồng hồ. Nhiều phương tiện đã không thể di chuyển và bị chết máy. Không còn cách nào khác, rất đông người dân phải chọn cách dừng xe ngay trên những cây cầu để đảm bảo an toàn. Không ít người chờ đến nửa đêm vẫn chưa thể di chuyển. Có thể nói là chưa bao giờ Đà Nẵng rơi vào một cái tình trạng ngập lụt lịch sử như thế này. Và như quý vị có thể thấy thì ngay trên cầu Rồng có rất nhiều người và phương tiện không thể di chuyển đã dừng lại ngay trên cầu. Và cây cầu này đã trở thành một bãi đổ xe bất đắc dĩ như thế này ạ. Không có đường về nhà. Ngập ở ngay chỗ Nguyễn Văn Thoại, ngập quá đầu gối luôn. Chị phải gửi xe lại, chị đi bộ về nhà. Em mới vừa chạy tới là bên xanh đỏ đây là nó ngập là không đi được, xe đứng quá trời luôn. Tình hình này nước dâng cao quá nên mình sợ chết máy nên phải đạo đi cầu này, nhưng không an toàn nhưng mà vẫn đạo vậy. Lực lượng chức năng đã phải rất khó khăn để phân luồng cảnh báo các phương tiện trong điều kiện mưa lớn. Quốc lộ 14B qua huyện Hòa Vang cũng bị ngập sâu, nhiều khu vực dân cư bị nước tràn vào nhà do không thoát nước kịp, người dân đã phải di chuyển đồ đạc lên cao, chạy lũ ngay trong đêm. Mưa nó nước tràn vào, bà con không dọn kịp được, nước nó tràn vào và dân và đồ hết. Tôi sống ở Đà Nẵng cũng gần được 30 năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một trận lũ lịch sử như vậy. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng các phương án, phương tiện ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học thông báo đến phụ huynh và học sinh về việc cho học sinh nghỉ học trong ngày 15 tháng 10. Vâng, cũng do mưa lớn nên khoảng 9 giờ tối qua thì hầm Hải Vân đã phải đóng cửa hầm 2 chiều do xuất hiện lũ quét tràn từ đỉnh núi xuống. Trước đó thì phía cửa của hầm Hải Vân ở thành phố Đà Nẵng nước bắt đầu dâng lên tầm nửa mét, sau đó thì xuất hiện lũ quét tràn với dòng chảy lớn, rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Xí nghiệp vận hành hầm Hải Vân đã cử lực lượng chốt trực từ cửa hầm phía Bắc là ở huyện Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên Huế để hướng dẫn các phương tiện đậu đỗ an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A không đi qua những khu vực bị ngập sâu và không tập trung các phương tiện về phía cửa hầm Hải Vân. Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường DH5 thuộc địa phận huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã khiến cho hơn 1 km chiều dài đường bị đất đá vùi lấp, giao thông bị chia cắt nhiều ngày qua khiến cho hàng trăm hộ dân bị cô lập. Và những tảng đá lớn có đường kính từ 2 tới 3 mét thì chắn ngang đường, gây ách tắc hoàn toàn tuyến đường độc đạo dẫn tới thôn Từ Nhũ, cô lập 170 hộ dân với 350 nhân khẩu. Nhiều phương tiện máy móc được huy động để khắc phục các vị trí bị sạt lở, dự kiến là 2 tới 3 ngày tới sẽ xong. Chính quyền địa phương thì cũng đang chỉ đạo khẩn trương thông tuyến để giúp đỡ bà con trở lại cuộc sống bình thường. Vâng, và hiện tại thì mặc dù Quảng Nam đã ngớt mưa, thế nhưng mà lũ ở trên các sông thì vẫn đang tiếp tục lên. Trong hôm nay, dự báo lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động trên mức báo động 2. Cảnh báo ngập úng ở nhiều vùng trũng thấp, bao gồm thành phố Hội An và thành phố Tam Kỳ.